À, xin chào anh em nha. Hôm nay rảnh rồi quay cho anh em một cái clip ép kính con M20 nha anh em. Samsung con M20 ha. À, chính tay mình làm luôn nha. Đây. Bể rất là nặng ha. Bể rất là nặng nhưng mà con này nó keo nói chung nó đồng hơi đó hết rồi anh em. Này mình thấy là keo nó hơi hết rồi. Thì mình sẽ khò nóng nhẹ để lấy cái màn này ra nha. Đấy, màn còn bên trong rất đẹp nhưng mà bên ngoài thì nó đã hư hỏng hết rồi. Bể rất là nặng. Khò nóng sơ nha anh em, để lấy ra ha. Từ cái màn này mình thấy nó hơi hơi đó rồi. Từ keo ring mấy nhưng mà lâu ngày anh em nó cũng bị nóng á. Nó nóng quá trình sử dụng thì nó cũng khô keo và nó chết keo. Thì nó hơi đó luôn. Mấy trường hợp này tháo máy nó lại dễ dàng. Không có khó khăn như những cái máy mà nó mới nha. Mới xài mà bị bế thì nó cái khâu tháo máy cũng cả là vấn đề nha anh em. Cả là vấn đề ha. Đó là con M20 nha anh em, pin 5000 nha. Và đây pin 20 này pin rất là trâu. Đó, mình thấy nó là trả hứa lên hết rồi. Mình khò nhẹ cái là nó lên lên. Mình khó khăn. Tách nguồn luôn anh em. Lúc mình cắt á, nó phạm vô. Dán vào lớp keo này nè. Keo là nó để mình cắt cho nó cứng nè. Giữ cái màng tốt hơn. Thank you.
vệ sinh nha anh em, không là vệ sinh mang cho sạch trước khi lắp kính nha. Lắp kính mới, kính bể thì mình mới cắt ra rồi. Cho lên sườn máy nha anh em. Sườn máy xong là mình, giờ mình sẽ test lại cái màn cái. Test lại màn xong rồi bắt đầu mình ráp kính. Kính ra nè, kính thì keo dán sẵn rồi nha anh em, mình vô keo sẵn đó hả, chỉ cần dán lên là nó xong. Màn sáng đẹp ha, lên ngon lành. Test cảm ứng nè. Đó, ok nha anh em. Giờ mình sẽ tiến hành lau sạch cái màn một lần cuối và dán kính vào. Dán kính rồi nha. Canh kỹ. Chấm một cái thôi. Rồi, lấy màng đi ép anh em. Rồi, cho màng vô bàn ép nha anh em. Đó. Rồi, coi thấy đẹp chưa? Ôi, quá ok anh em, gần như sạch bọt luôn nha. Này vô lò hấp, hấp phát là xong luôn. Cho vô lò hấp. Rồi, giờ khoảng 15 phút nha anh em, là thành quả nha. Tầm 10 phút. Ok nha anh em, rất đẹp ha. Mình test lại lần cuối nha anh em và tiến hành dán keo nha. Dán keo thì chắc nhiều anh em biết rồi. Cái này mình chỉ test là đã hoàn thành cái màn sau khi ép là mình kết thúc clip nha anh em, cho nên khỏi dài dòng. Còn mấy khâu kia mình tự làm, anh em cũng biết rồi. Đó, ok nha anh em, lên rất là đẹp ha. Màn ép xong là như màn mới luôn. Chả không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Màn ép không ảnh hưởng gì hết ha. Làm cái máy nó đẹp thêm thôi. Không vấn đề gì. Có nhiều khách hàng người ta sợ
là cái màng ép xài nó liệt cảm ứng này nọ rồi, nhưng mà không phải nha anh em, ép vào là vẫn y như mirin, cũng không ảnh hưởng gì mấy, nói chung chả ảnh hưởng gì mấy đó, ngon lành anh em ha. Rồi tiến hành back up với lại dán keo rồi là xong. Clip này mình cũng xin tạm dừng tại đây đi. Thằng ái chào cả nhà, nhớ anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha để đón xem những clip mới về những cái thủ thuật sửa máy cũng như là bán máy cũ trong kênh của mình nha. Rồi thằng ái chào cả nhà nha, anh em có máy hư bê màn hình hư máy lỗi máy cứ đem tới tiệm mình sẽ báo giá cũng như sửa chữa cho anh em. Và thằng ái chào cả nhà, hẹn anh em clip tiếp theo nha.